2.000 tiếng. Nhưng mình không xông hơi, mình không ngoài xông hơi thì có nghìn thôi, nghìn thuê mẹ đây mua nữa. Nếu mà đây hát hò nhảy múa thì tôi gì mà ra ngoài kia lao đầu. Rộng rãi tôi lại 50 người vô tư, 40 người thoải mái. Một số lượng tiền lớn là 50 người thoải mái. Tiền. À, không được tâm đá để mà cho người cái ngồi. Kiểu tối mới ăn giỡn giảm hết luôn nha. Lần nước thịt đi. Một lần nước thịt đi. Nhà hết xương đi. Mẹ mời trên mấy cái bảo nó rồi. Ô thế sao không dắt nốt thằng cu em nữa đi. Rồi nó máu lắm anh ạ. Này thì đẹp vậy. Sao 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 đi. Em được cái là Bắc Thanh thì đến ngày là người Việt mình. Em lúc nào dẫn các con đi cùng người Việt. Đúng. Nó học bọn nó học bên này. Thằng này là lớn, thằng kia là thứ hai đúng không? Thằng này là Khải à? Còn Khang là thứ hai. Bố chờ con. Thế mà không mang nó đi cho nó vui. Tuấn ơi, Tuấn, đừng nhảy nhá. Đừng hết tình người rồi xuống đi hết. Được. Suy nghĩ như thế là được, đừng nhảy. Bây giờ hết giờ làm việc rồi, ba anh em bây giờ lên đường đi đánh chén thịt nướng thôi. Đi đi. Mình và coi là Vũ Linh cùng với cả anh Kim đây. Hôm nay là được đội bóng đá mời ba anh em đi hồ để nướng thịt. Vừa mới làm việc xong đấy, các bạn thấy đây, hôm nay nhận hàng nhận hóa xong thì coi là về là coi là anh em là đi nhận hàng, coi là về đóng hàng xong cũng đi luôn. Đây các bạn thấy đây, vừa hôm kiềm kìa coi tuyết rơi tưởng là coi là rụng hết, nhưng mà coi là cây lê hoa đã ra rồi đấy. Đấy. Các cây lê, cây mận đã hoa ra hoa trắng rồi. Bây giờ thì vào xe đến đón đây rồi, anh em chú cháu lên đường rồi. Hôm nay là đội bóng liên hoan. Let's go thôi. Bà Hiền hòa đi chợ về rồi đấy. Nay mà không đi nữa thì nó có lỗi. Mai mà sáng nay mưa coi nhờ, lúc mình nhận hàng coi là mưa coi. Bẩn nhỉ? Bẩn. Mấy hôm trước cái tuyết quay là rơi kinh khủng rồi. Bây giờ anh em là đã ra đến khu vực này rồi. Hả? Bên trong này là tắm hơi gì? Ừ. À, bên trong này ấm. Giữ cái nhà kia hơn nhà kia. Hả? Ơ thế sao điện tối om này? Tắm hơi bên trong này, phòng tắm hơi đâu? Khu vực bên trong này là nhà sông hơi. Vừa coi như là sông hơi ở trong này, vừa nướng thịt. Đây. Đã mở coi như là. Đây các bạn thấy đây, nó sông hơi đây. Ấm áp coi như bật hết lên rồi. Bên trong này là toàn bộ bằng gỗ thông mà sông hơi nước à sông hơi đá đây. Rất là nóng nhá, mùi rất là thơm luôn. Lá thông là thiệt đấy. Đánh chén xong là coi là vào đây uống rượu uống bia xong là vào đây là coi là tắm hơi đây là ok luôn có đúng không?
Trong này là coi là bàn ghế coi ly văng ly viếc sạch sẽ hết. Đấy. Rất là ấm cúng luôn. Toàn bộ bằng gỗ thông hết. Hả? Ấm mà ở trong nhà sông hơi nó mùi thơm lắm. Tivi thì viết coi như là mắc sẵn hết cho rồi. Hả? Đây, chui đây. Có chứ, nó xì xì ngồi sông hơi đấy. Nước ngoài này mà. Đâu, trong đấy là mình chỉ sông thôi, còn tắm là ra ngoài này, nước nóng ngoài này. Ừ. Hả? Ờ thì chủ yếu xông hơi cho ra để cho nóng con người. Cái thứ nước lạnh thôi. Nước lạnh nhưng mà tắm vòi này. Sức mình rồi, nước lạnh rất là co luôn. Đấy, nướng thịt xong là quay vào chỗ này nè. Mùa đông vào chỗ này chẳng ngon. Mùa đông thì ngoài ngồi đây là ấm áp lắm. Bao nhiêu người? Chỗ này à, chỗ này ngồi thoải mái. Mười mấy hai chục người được, kê thêm bàn và coi ngồi thoải mái. Trong này coi là chỗ treo quần áo còn nữa, coi là rất là ấm cúng. Tivi, bàn uống nước ngồi sẵn. Bên ngoài thì coi là nướng thịt đây, các bạn thấy đấy. Mà 2.000 một tiếng cũng bình thường đó. 2.000 một tiếng, 5 tiếng mất 10.000 giúp. Thoải mái. Đấy, các bạn thấy đấy, hôm nay thì mình sáng mình đi nhận hàng nhận hóa xong nhé. Nhận hàng xong về, bó hàng bó hóa xong về, cái là quay là mấy anh em là quay là đi luôn. Này là đội bóng quay là liên hoan. Đội bóng tuần nào cũng đá, mỗi tuần đá một lần. Thì là ra đây thuê ngồi nướng thịt đây. Bây giờ thì là mình và Vũ Linh cùng với anh Kim với cả Hà Đồng là đi ra trước mang lương thực thực phẩm ra đây để xiên thịt xiên thiết rồi. Than bây giờ là đã bếp là đã hong rồi. Xiên mình mang xiên đi à? Bếp than là coi nướng hỏng hết này nè. Cả xoang trước đấy hết à? С ним мы договаривались, может быть, он меня не понял, может быть, я... Полторы тысячи. Это вот эта зона. И та зона, но без бани. Без температуры, понял? Thế là hôm nay là giảm giá là xuống là 1.500 một tiếng, đúng không? Đặt ở trên trang web, trên mạng rồi bây giờ ông ra ông lại dở quẻ, có đúng không? Dở quẻ ông đến lúc quay là bây giờ ấy là ông lại quay là dở giọng, ông lại bảo lần sau thì phải như thế, có đúng không? Làm ăn như thế này là không được. Hả? Rét này thì làm gì có người thuê? Cho thưa thưa ra đồng ạ. Đừng cho ấy quá. 4 miếng thôi. 4-5 miếng thôi. Ừ, cái bếp nó rộng mà, không bị gì hết. Than hồng rực lên là coi như là tuệ ra ơi. Trông như tiếng tuệ. Ok. Đấy, các cầu thủ quay là
ra hết rồi đây. Vào ăn tạm đi, vào mỗi ăn tạm mấy thiên rồi. Sách nhiều thêm mấy tạm đi. Khiếp. Ui dồi ôi, sao lắm bia thế, sách lắm bia thế. Khiếp thật. Bên trong thì ấm. À bây mà nước thịt nữa. Từ 1.000 nữa. 1 tiếng á. Ờ, nó bán là trong đây là 1.000 này, và kia 1.000 là 2.000. 2.000 một tiếng. 2.000 một tiếng. Đấy. Sáng. Hả? Sáng mới gọi cho. Thì đấy, sông hơi ở trong đấy. Nước này tôi đặt. Đấy, trong nhà tắm hơi ở bên trong đây đấy. Sao tao đặt tin mẹ đấy. Hả? Combo là 1.000 mấy. Năm rồi. Tại tâm phận nhỉ. Đây vào đây là rượu chè xong là vào đấy là sông hơi thôi. Nhưng mà nay hơi lạnh. Hả? Đâu nó bật, nó cũng bật lên rồi mà. Nóng mà. Đây bên trong này mẹ ngồi ấm lắm, toàn coi là hai bên mà. Toàn coi là gỗ thông coi là. Mấy cả coi là đá này. Nóng rực hết này. Sông hơi. Thế bây giờ là mình có sử dụng trong đây không? Được anh sử dụng trong đây không? Có chứ. Có mà. Nóng lắm. Đấy, bên trong này. Múc múc nước vào mà hát như cái đá này. Đâu thứ tắm quá. Tắm một tắm gì. Em cứ tắm được ok mà. Ok trong ok. Tắm mà. Chào cầu thủ Xuân Trường nhá. Đấy. Cây kia coi như là lên hoa lá rất là đẹp. Dạo này tình hình chân cẳng thế nào Xuân Trường? Mùa giải năm nay coi như là thi đấu tốt chứ? Nó lên chân rồi. Về Việt Nam thì bắt đầu lên cơ ngay. Lên cơ ngay. Xuân Trường. Đây là kiểu như người nhà Tây. Bọn coi như là sờ vôi đôm, người ta làm người ta cho thuê. Các bạn thấy đấy, nghĩa là người Việt ở Lương Nga, anh em chú cháu chúng tôi suốt ngày thấy đi lần ăn đấy các bạn thấy. Làm thì ít mà đánh chén thì nhiều. Mang bộ loa ra đây là hát hò thoải mái hơn đúng không? Mang cả lá thông với cả lá bạch dương đi để vượt sông hơi đấy à? Ừ đây, đấy. Chú thấy có hợp lý không? Quá là hợp lý này đấy. Đây này. Lá tắm hơi là phải có lá thông này. Đây là lá thông này, còn đây là lá bạch dương này. Đấy, các bạn đây, rất là thơm luôn nhá. Vào sông hơi, nhà sông hơi. Rượu trong, bia xong là bắt đầu vào sông hơi là coi là mùi là thơm phức luôn. Hôm nay vẫn mang thêm cả bếp nhà mình đi á. Hay nào vào, ai biết vào làm mấy nhỉ, làm vào ít khoai tây nhỉ, ôi mẹ súp xiếc còn đeo nữa, súp kiều á, thôi không phèn, sườn coi như là sườn kiều này ngon đấy nhỉ, chặt coi là rẻ dài này coi là anh dạo này bên tay tao rồi lên tay. Các cầu thủ coi là đá bóng giỏi mà coi là chặt thịt cừu xiên nướng cũng giỏi. Mỡ lắm ấy. Đờ. Cần mỡ không thì được. Không. Ngoài đó một con là ngon thôi. Ôi Xuân Trường phải giải ra cháu. Giải thưa ra. Cầm đúng rồi đấy. Ừ. Cầm rồi. Vứt trong nhà. Đâu.
Hôm nay mua bánh mì nhỏ này à? Đâu bánh mì to. Nó cái to mức mẻ đâu, nó làm mua mình nhỉ? Cái gì? Rau vậy á? Rau thì rau thì bà gà á? Tôi mua cái to mức mẻ đâu. Đâu đi xuống Calapan. Sợ bánh mì nó vừa mới bê ra rồi nó lóng mình đang gói. Sau đó như mà mua về nhà cái này cái bao đạp đó đây cầm đạo vàng rồi đấy. Ôi cháy miếng cừu kìa, cháy không có cái gì để nước để ấy à? Xịt à? Cỗ bây giờ là đã đồ uống là đã lên mâm hết rồi các bạn. Đây, các bạn thấy đây. Đồ uống là la liệt ra, rau mùi rau miếc quay nè, thơm ngào ngạt lên rồi. Này là dùng quay là tuyên điệp dai quay nè, bày quay là các món ăn, dưa chuột và quay nè. Bây giờ nó mới nóng á. Trời xe xe lạnh này ăn thịt lướng xong là bắt đầu vào xông hơi, tắm hơi. Là chuẩn luôn. Cái lá đấy trường san bớt ra những các đĩa khác nữa cháu ạ. Ừ. Đấy san đều ra những các cái đĩa rau mùi nữa. Cái lá này ăn nó chua chua ấy nhỉ. Thịt coi rất là nhiều luôn. Ba vỉ. Đi cho mũi thế mấy bao nhiêu người ăn ít tối nữa này. Này là thịt lợn này. Thôi. Còn ai nữa nhỉ? Đội nhà Khánh Trắng. Đội nhà Khánh Trắng này. Cần mà. Quý Điên đúng không ta? Quý Điên đang sốt. Thế là còn có Thảo Ma. Với cả Tú. Còn hai ạ. Quả cà chua. Xem nó ngon hay cả lần tầm đường ấy. Quả cà chua. Mua về thì thẳng ăn sống ngon. Giòn ngon. Đi vào đây. Ngon như quýt vậy. Cà chua. Quả cà chua này ngon lắm các bạn. Cà chua bi. Cà chua bi. Hoa quả. Cho hết rồi. Dưa chuột sống. Chín rồi là bắt đầu mới thấy các cầu thủ đến đội nhà Khánh Trắng không thấy ra.
Đồ tắm đi này. Không được tắm hơi đâu. Tranh chú về lấy cái đồ tắm đi. Không được tắm rồi. Đồ lên, đồ lên, đồ lên nào. Lên nào, người này. Đồ nào cũng đi vào tắm. Tôi vào tắm hết đi để không tí ta lại nhìn nhau. Hôm nay có mang có một chai thôi à, Hà Đông? À. Trời lạnh như này ấy thì là chỉ có uống rượu thôi, còn uống bia vào lại đi giải đi ngoài mầm như có gì đâu mà. Thôi bia nhiều. Nó mà sông hơi thì bia thì thiếu. Sông hơi thì bia thì thiếu. Sông hơi thì nó nóng thì coi nào. Rồi. Cái nhà này kể cả các bà thích ra đây công ty nhà mình, sau các bà tắm thì các đám cửa này các bà tắm thoải mái, xong các bà tại vì cái nhà tắm nó có cửa ngoài mà. Bà xấu hổ cứ bảo là hãy ra đây tắm chung rồi. Bình thường có gì đâu, dẫn các bà xe các bà ờ khi mà các bà không ngại là sao nó đông chứ mà nó cũng nhau luôn. Chỉ chỉ mẹ chỗ nhà mình đi là khoảng 20 người thôi. Công ty nhà mình 20 người. Sao Linh vào đi. Vũ Linh vào đi. Rồi bây giờ thịt là đã chín rồi nhá. Bây giờ là Thanh MC xin thay mặt cho các cầu thủ bóng đá nhá. Xin mời tất cả quý vị và các bạn khán giả trên kênh Zupia về miền tuyết trắng của Thanh MC bây giờ vào nhập tiệc cùng với cả các cầu thủ và coi là anh em chú cháu chúng tôi nhé. Đây là một bữa tiệc liên hoan, đội bóng liên hoan. Và mình là một Vũ Linh là hai và anh Kim trong khách mời của các cháu. Bởi vì là đây là toàn các cháu nhà mình thôi. Tuần nào cũng đá bóng cho nó vui, nó vừa là khỏe người thì là cứ hay tổ chức những các cái bữa tiệc liên hoan như thế này để gọi là mọi người là đi đá bóng xong về là hay đánh chén với nhau. Bây giờ mình xin tất cả mọi người vào thưởng thức món nhé, cùng với cả anh em chú cháu như mình nhé. Hà Đông rót rượu ra đi. Tắm mày tắm bia rượu. Mày đưa cái gì? Ôi, Vũ Linh rót ra. Chú Thanh uống bia rượu. Chú à, chú uống tí rượu cho nó ấm. Ai có số Khánh Trắng gọi cho bố con nhà Khánh Trắng ra. Sao bảo cả Tuân Tách ra? Hả? Tuân Tách ra. À, chú nhắc gì hả? Ăn bê, ăn bê đi. Mua sức khỏe. Mà chúng ta đợi đẹp thua thì chỉ gặp nhìn thôi. Thằng Tú ông già. Tú ông già. Đúng không đi nhỉ? Tú già được đấy. Các cầu thủ quay là năm nay đá bóng giỏi nhé. Xin mời các bạn khán giả trên kênh YouTube về miền tuyết trắng nhé. Mời các bạn nhé. Em chú chóng thôi nhé. Đồng đồng, chú cháu mình lên đây, anh Kim đồng, làm tí rượu đi cho nó ấm. Vũ Linh, làm tí rượu cho nó ấm không? À, xin mời các bạn nhé. Chỗ nó phải được 30 người. Mấy chục người đỡ đi bao tiền nhỉ? Trong nữa. Chỗ thì nói chung là rộng, rộng quá ấy hả? Rộng rãi quá, thoải mái.
Kể cả lai mai mùa đông nếu mình ăn mình ra đây mình thuê là mình tắm hơi luôn ở đây này cũng được, hiểu không? Hả? Ừ thì cứ ăn trong đấy. Quả cà bi, cà chua bi này ăn rất là ngon nhé. Tắm vài tiếng xong về. Không được ở đây là mang đồ ra đây nướng thì nó rất là tiện. Mà Tuấn Anh nay làm đồ ăn ngon đấy nhỉ? Đúng không? Tuấn Anh từ ngày mà quay là nó trước đây là Tuấn Anh nó ở khu khác, mà từ ngày nó về công ty này cái là quay là tay nghề nó lên cao lắm. Nấu ăn và đào tạo con người mày hiểu chưa? Mà tiêu cực ấm mày. Mày đấy ở mọi người công ty có người nào người cũng biết làm đồ ăn đâu. Đấy. Đấy. Em bảo anh đi mà đứng ở đây, em bảo anh. À, bảo anh chạy đấy, anh chạy nhớ. Đấy, công ty này là có đào tạo con luật sư đấy nhá. Ấy thì trái cái gì ấy, ấy đó. Vào chào bà con đi nhá, cầu thủ Nguyễn Tuân nhá, ở đây. Đấy. Mẹ đi xe thì mẹ đi ăn thịt nướng, đi lái xe nám đéo. Tất cả đi ăn thịt nướng là chỉ có đi bộ thôi, đi tramvai thôi. Xe ô tô vứt ở nhà hết. Nguyễn Trọng Tuân, một người con đến từ Hương Sơn, Hà Tĩnh. Đâu? Chú đấy rồi. Đồng đâu? Bỏ cho chú đây để chậm cốc mấy cả Tuân tí lâu lắm rồi coi là không gặp người Hà Nội không? Hà Nội lên thành phố rồi. Tuân từ ngày Tuân lên thành phố là khác ngay hả? Rồi xin cảm ơn anh em nhỉ. Uống đi, vào sau uống đi, nhắm đi. Chứ còn gì nữa, cứ ăn uống tẹt bô đi. Đấy. Sườn kiều đấy. Đến chúng nó chỉ chuyển lên đây mất cái câu lịch sự nha. Đừng nói ra, hiểu không? Đây này. Ờ, mẹ người ta đang ăn được khách đến Tuân cũng. Không, anh Tuân phải nói luôn chứ lại lung tung đâu, lung tung. Nhưng mà Tuân cũng nghe, mà tao nghe, ông Thanh nghe, mọi người đây đều nghe. Dạ. Nhất là sao á, kêu Tuân Jim ra mà kia hả, thôi. Nhỏ một. Nó thầm thôi. Quay, ê, Thảo. Thảo Ma vừa xông hơi xong ra đầu ướt này. Ra làm công việc, ôi dồi ôi, ông mặc quần sót kìa. Mặc quần sót kìa đây. Toán. Alo, đặt tôi cái vòng hoa nhá. Anh em có chỉ được cái hát nước sống là nó tình cảm nó ví tế tuổi nó với ngay cả năm tính tiền nó lên là năm. Không, ngành người ta phải ăn đề thì người ta mới tính toán cái vấn đề đấy chứ. Nào ăn đề. Một là ăn đề, hai là ăn con ba càng. Bánh mì cháy rồi. Ui bánh mì à. Bánh mì cháy thành than hết rồi. Ăn xong đi rồi tí nữa vào sông hơi Tuân ạ. Trong đò sông hơi bật nóng hết rồi. Tí nữa là các cầu thủ ăn xong là vào ngoài là sông hơi hết hả? Vào việc đó, uống cái ấm như thế uống như thế này chán. Đấy. Nơi ấy bình yên hả? Trong này. Khánh Trắng à? Ơi. Xin chào Khánh Trắng. Cầu thủ quay là Khánh Trắng. Tiến. Ơi. Chào Khải nhá. Bố con cậu cháu nhà Khánh vào sau vào đánh chén đi. Khánh Trắng đến từ Nhồn. Khánh Trắng đến từ Nhồn đấy. À, đấy. Khánh Trắng đến từ Nhồn. Khánh Trắng đến từ Nhồn.
thầy thầy thích Vũ Linh. Thầy thích Vũ Linh. Còn đây là thích đủ thứ. Thích đủ thứ luôn. Bố con nhà Khánh vào ăn đi. Anh làm gái nhỉ? Chú không ăn à? Chú ăn đây rồi, cốc chú đây. Khánh làm tí rượu đi cho nó. Như mà tao hỏi thật là đi tàu điện hay là đi ô tô lái xe? Em đi taxi. Được, thế thì xe ô tô vứt ở nhà được. Đi ăn thịt nướng mà không cứ lái xe đi là tôi rất là ghét. Không đồng ý một tí nào. Không đồng ý một tí nào, đúng thật. Rượu bia vào lái xe là không được ok lắm. Nào, Khánh đâu? Nào, chơi đây. Ừ, chúc sức khỏe nhá. Chúc kênh của anh ngày càng nhiều người. Ok, anh cảm ơn. Lên đây. Ôi, Trần Linh, làm tí nào? Thầy thích Vũ Linh vào đi. Thích Vũ Linh. Thầy tiên không bia. Làm tí đồng hương đồng khói ngay. Ờ. 36 vào chạm trà cốc đê kìa, Vũ Linh kìa. Ngoại giao 36 vào đây. Vũ Linh vào đây. Rượu có thầy Linh đây. Đấy, nhận đồng hương. Nhận đồng hương. Nhận đồng hương. Bỏ xuống cái cá nó đổ hết đấy. Thế là cái bàn bên kia kìa, ai cũng không thích. Mọi người ăn cái cà chua sạch ông Kim ông chồng thấy nào? Có ok không? Hai nghìn một tiếng. Cả tắm ơi, cả tắm ơi, ngoài này là 1.000, trong tắm ơi 1.000 là 2.000 một tiếng. Ôi giời. Mình không xong hơi, mình không ngoài này nghìn tiếng thì... Có nghìn thôi, nghìn quê mẹ đây mua rồi. Nếu mà đây hát hò nhảy múa thì... Tôi đi mà ra ngoài kia... Lao đầu. Một người rộng rãi thoải mái. Tôi lại 50 người vô tư. 40 người thoải mái. Một số lượng tiền lớn là 50 người thoải mái. Đầu tiên. Họ đeo tâm đá đây mà tôi đã ngủ. Kiểu tối mới ăn dở dám, ăn hết luôn nha. Đánh nước thịt đi, mua đánh nước thịt đi. Nhà hết xương đi. Nãy mời trên máy cắt. Ôi thế sao không dắt nốt thằng cu em nữa đi. Rồi nó máu lắm anh ạ. Này thì đẹp vậy. Xem sao cho nó đi. Em là được cái là Bắc Thanh thì đi này là người Việt mình. Em lúc nào dẫn các con đi cùng người Việt. Đúng. Nó học bọn nó học bên này. Thằng này là lớn, thằng kia là thứ hai đúng không? Thằng này là Khải à? Khải. Còn Khang là thứ hai. Hôm nay đi học, hào hứng lắm, bố chờ con. Thế mà không mang nó đi cho nó vui. Sau bên này này, Tuấn ơi, Tuấn, đừng nhảy nhá, đừng hết tình người rồi xuống đi hết. Được, suy nghĩ như thế là được, đừng nhảy. Đến khi vào mua là phải đặt. Đến khi mua luôn. Trước khi về mua đồ mới lên danh sách ý, rồi ít là nhiều. Tính ra hơn 2 triệu. Thôi, bắt chứ bà. Tú có ra đâu? Không đâu. Quý Nguyên đâu? Giờ này chưa ra. Quý bây giờ nó hụ quý ra cho được. Quý lúc bao nhiêu sinh nhật là tấm một nước ạ. Vào làm cốc rồi tí thì em ra nướng cho. Ôi, anh đứa. Đây mà dịch cái gì mà. Ấn nửa đây, vừa đi ngủ mà.
thời tiết nó thay đổi sợ nhỉ. Thời tiết này ốm thế, như ông già già vậy là không còn điều mà là ốm tất. Ngày xưa thấy ít thuốc mà bây giờ đợt này có vẻ là được. Nhớ ngày xưa mà cái đợt mà H5N1 đi mát ấy. Ờ. Là đi ở đến đoạn đi tàu á? Đi tàu, gà ăn đi lên, xong nó bảo là ở cái tàu này là có H5N1. H5N1 đi. Con bé nó bảo là mỗi thằng chúng mày phải uống 100g rượu để cho người nó khỏe lên. Đúng. Em mời ông Thành Oanh, hai ông oánh hơn lít. Không. Nhưng mà đúng, mình không phải nói gì, nhưng mà đúng, ở Nga này anh mình cứ cảm cúm, cứ học theo bọn Tây. Riêng chúng mày cảm cúm cứ làm stogram. Không, cứ stogram vào không ra cái rượu này, vodka này nó như là cồn mà. Mình uống vào là nó rửa họng đấy, không nói thật đấy, Tây nó nói đúng. Tây nó nói đúng đấy. Chứ có cái không mình nói. Còn chợ Nga đứng cùng mấy ông ra nửa tiếp. Toàn đấy đấy. Đức với ấy. Ngày xưa mà đi chợ ngoài chơi được. Toàn stogram. Ngày nào mình chẳng thấy. Ừ, cứ làm tí stogram vào là nó rửa họng không thật. Cả ông Tông Khiêm rồi cả ông tất cả mấy ông xong là nó bảo là bây giờ là vào kiểu như nó bắt con đi rốt, nhưng mà trong ý tiền thì toàn để trên nắp tàu qua ngày tiền toàn để trên nắp tàu, bảo bây giờ phải nhảy tàu chứ không gần đến ga mát là phải nhảy xuống, sợ bây giờ vác tiền vậy nó đi kiếm ừ. Của dưới chùa ta mà này. Tiền lúc bây giờ đi mát mang tiền đi, mẹ sách toàn vali ừ, tiền đi kinh thần. Nào thôi, stogram lên đấy. Mình có chiếc khóa đến nắp tơ. Lên đây này. Nào chúc các cầu thủ năm lấy vui cùng Euro đá tốt nhá. Ngày xưa là trong những trận này là anh đây tay thủ Minh Hải bác ấy có. Anh Khánh. Cái chơi tuyên nhân tiên trận này phải đến làm kỷ niệm được đấy nhỉ. Đây cái chiếc quả bàn thắng đây cả cầu thủ đây luôn. Hai cả. Mày đá hai bố con. Ui, hai bố con. Tuyên tuyên đội trưởng đây. Đấy. Để đấy xuống nhà thì. Đẩy miếng sườn kiểu này. Ui giời ơi. Tuyệt vời luôn. Ngon hơn qua. Ngon hơn nhiều. À, có cái vị gì. Qua nhà ăn giả đang định thích ăn gì nữa. Con chủ tàu nhà em nó mời đi. Ờ. Thì em lại nghĩ là địa trạ này khả năng là nó lại vùng của nó là ngon hay cành đào ấy nhỉ. Ờ. Thì bảo thôi bố đi với con của bố ông già nhất trí đi. Đi phát nó đón ở sân bay Bắc Kinh. Ờ. Đi lúc nó bảo sắp đến nhà anh. Anh biết đi bao nhiêu nghìn cây. Đi nghìn cây. Nghìn cây. À. Đi nghìn cây. Từ sân bay Bắc Kinh về nhà nó, nghìn cây. Bắc Kinh về nhà nó còn nghìn cây. À. Đi bắt đầu đánh đố mẹ ở trên cái đê ấy. Anh bảo dù dưới nó tuyết nó trắng thế, ngoài linh tuyết nó trắng phô. Ôi ôi. Ông già nhé, ta 7 mấy tuổi nó bắt đầu đi từ trên cái xuống quay ngang. Đắn bú lụ. Bố bộ đội bình thường. Vào nhà nó anh nhớ. Vào nhà nó là nó nhà như này, đúng như này luôn. Ở đấy là thuộc tỉnh gì? Sài Áng. À, Sài Áng, nông thôn. Thế là vào nhà đó là nó đốt cái sửa ở bên ngoài, nhưng mà nó có cái ống nó vàng này anh ấy. Ừ. Nó luồn vào nó như kiểu là nhà mình mà thắp người cho người chết mà làm một. Đúng rồi. Ở ngoài. Cho vào đấy. Thế là ông già em bảo. Khánh nhớ lại nhá, còn nó gọi em mới hỏi là thì ở đây có pin quản không? Khách sạn. Không có. Không có pin quản. Nếu mà mày đi pin quản mày cách đây gần 100 cây. Bố tao lạnh lắm mày, không cho bố tao chết đi. Không cho bố tao chết đi. Nếu mà nó đi mua cái màn xóm láng tỏi thì nó muộn đâu cho cái chân ấm ở bên miền á. Đấy, xong là bảo bố ok chưa, bảo bố ok rồi. Sáng hôm sau, anh hiểu, sáng hôm sau được ăn sáng. Thì ăn sáng nó mang một cái chậu. Chậu nó to thế này. Toàn nước vo gạo. Châu la cháo. Mặt cầu. Xong rồi mấy cái con cá lớn quả chiếc của chồng này. Ông ăn được không? Ông cái này ông kèm lặng. Chả rất lặng.
tao lên 7 kinh thì nhẹ tao lên nhá. Bây giờ mày cho tao đi bằng gì? Ở đây có phi trinh chứ. Ờ. Mày có phi trinh có máy bay không? Ờ. Không, ở đây đéo có máy bay. Có quả sứa. Quả sứa đi tàu đấy. Tàu mà. Và nếu mày cải cách đây được khoảng 70 cây mới lên được. Tao lên quả sứa. Ờ. Không hàng hóa đâu. Thế là đợt đấy là sang. Đợt đấy là sang đặt hàng à? Đặt hàng anh. À. Vùng nông thôn đặt cho nó à. À. Thế. Xong lại lên trên hai bố con. Ở đấy là không có phi chi trả đúng không? Không có, ừ, không có phi chi trả. Xong lại lên trên quả xưa đó. Lên cái tàu chạy bằng quả lên. Lên đi Bắc Kinh. Quả thôi thì mày anh lấy giống quả thôi mà đi về đi để hai bố con tao đi tại vì biết bố nhà em không vẫn đang đói mà không bao giờ bảo nó đi mời ăn thì không nói gì cả bây giờ thôi mày đi về đi mày đi về đi quả để tao với bố tao cũng đi bu lai một tí cho nó thoải mái đến khi vào cái quán ăn anh nhở vào cái quán ăn thì gọi anh là cái chỉ thôi biết đã đâu thì cứ chỉ một cái đĩa như này đâu ai cái đây là cái chỉ này thì mình anh bơi thì mình cứ nói là cứ nghĩ là đắt thì là nó ngon anh không thì cứ chỉ ví dụ nó chỉ có tầm khoảng 80 tệ nhưng mình gọi cái 120, 140 anh biết nó mang 4 cái chậu lại 4 cái chậu ông kia này bảo ôi rồi ôi con lại đi cao nó mang 4 cái chậu cũng to lắm tiền mà nhìn cả mỗi là một cái cây cơm đấy là mà cứ ăn như là anh sang tàu thì anh chỉ có đi Bắc Kinh hoặc là anh đi Quảng Châu hoặc là đi Thượng Hải thôi chứ anh không đi về cùng lắm là anh về Khứa Bỉ vài câu về vài câu hoặc Bảo Tinh ông già nhà em đến khi lửa đêm bảo con ơi bố muốn đi vệ sinh thì nói bảo thì em mới bảo con cho bố nhà mày vệ sinh ở chỗ nào tao mới biết ngoài thoải mái thì nó anh ạ nó còn khổ hơn cả nhà mình anh bảo mẹ 20 độ tụt quần xuống cái năm bao nhiêu 2010. Vùng Carabin của nó rét lắm, Hắc Long Giang. Em nói anh Hắc Long Giang Carabin rét lắm. Anh bảo ông rét như ở 70 tuổi ra ngoài vườn mà hai cái cá cái ngồi mà để đi vệ sinh em nói anh thì chạm ở dưới nó cũng khác cái nhà mình lắm nó như này. Tụt cái thì có mà nhưng nó mà... còn cứng như quả chắc là bằng quả ớt. Khắc đéo cho anh em nhé. Nó nhá. Nó còn hơn luôn nhé. Nó còn hơn. Nó lành nữa. Dạ, đây ông già em quả đấy là hoảng hồn luôn. Vùng nông thôn ở tàu nó vẫn nghèo mà. Em nói anh nó khổ hơn mình rất nhiều luôn. Cực kỳ khổ luôn. 2010 đó lúc đấy lúc nhưng mà nó muối một cái vại dưa ấy, nó phải bằng hồn. Nó bằng cái hồ bơi nhà mình anh cảm giác cái hồ bơi nhà mình. Hoặc cái hồ bơi mà nó mà bằng bằng cái bàn quay ấy. Đó, đào xuống dưới bằng cái phao tắm của chị cô đấy to hơn nhiều mấy nó phải to mấy 3-4 người ôm không hết đi đấy nó mở đấy xong nó ủ này toàn cái bắp cải nó băng lên này ngon ấy thôi ô chim hảo sư đây là câu chuyện của ông bạn nhà mình đây Khánh Trắng nghĩa là quê Khánh Trắng Khánh Trắng quê ở đâu? Nhổn. Quê ở Nhổn này. Đi sang tàu đánh hàng. Xảy áng. Khánh Trắng đi về xảy áng. Khánh Trắng đi về xảy áng. Là ông mà lấy cái tương mục là sang tàu đấy hả? Sang tàu đấy hả? Nhưng mà vào thủ phủ của xảy áng thì không nói. Nhưng mà lại cách thành phố thủ phủ xảy áng gần một trăm cây đấy không? Vâng. 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 Được nghe một lần rồi đấy. Nói cái tàu nó khổ. Nhưng mà nó tức là mình không phải đặt vào cái xưởng anh biết mà mình nghèo. Nó đi như này anh. Nó ở đây nhà này may được khoảng được tao mới được một cái con vài ba công nhân may. Nhà này kiểu như cái hộ gia đình từng hộ gia đình. Ờ không phải là nhà nghề truyền thống, tức là nó giao việc cho người dân ở trong cái thôn đấy làm ấy. Nó gom những các cái đơn hàng, nó gom những các đơn hàng là nó đưa về kiểu như là nhất đơn về gia công ấy. Đơn về gia công ấy. Có những đứa học sinh nhá,
sáng đi học chiều về đạp máy khâu hay là máy hàng có gì đâu sản xuất hàng. Ừ. Tao có để tao thành phố thôi chứ mà tao nông thôn còn nông thôn khổ nó cũng khổ hơn Việt Nam mình nhiều. Bây giờ nông thôn của nó cũng giàu đấy. Cái thời tiết của nó là cực kỳ khắc nghiệt đấy. Thời tiết của tàu loại như này. Thời tiết nó lạnh. Tàu khắc nghiệt. Nó lạnh có tiền là nó di dân hết, nó lên phố nó ở hết. Chính xác. Chính xác. Quê không có một người nào luôn. Không. Mà tao là cửa hai vợ chồng có làm ăn được có một đứa con. Nói chứ chưa để được một đứa con cho một đứa con gái chẳng hạn. Thế mẹ giờ bao nhiêu nhà giàu là cứ một con gái, một đứa con gái trả gì mẹ. Gái được giá. Ông này đi sang Nga không có tiền. Đâu, nguyên tắc người Tàu nó như thế em ạ. Anh đi sang Bắc Kinh anh ăn cũng thế. Riêng bọn Tàu nha, nó đi nhà hàng ăn xong nhá, tất cả còn các gì nó mang về hết. Nó không như người Việt Nam mình vứt đi đâu, nó bỏ. Nó ăn xong còn cái gì nó mang về hết. Mà Tây thì có khu cách đến, nó không có nhiều gọi mà ăn hết bằng sạch. Tây là ăn bằng sạch, tức là ăn đến đâu nó gọi ăn đấy. Rồi, hết bằng sạch. Đủ lắm rồi. Từ một ăn hết một. Việt Nam mình ta để đến cái mắt mà lắm, thì có mắt là kiểu đó, thì là kiểu khó chịu. Cái kéo chủ mà. Nó đeo cái đeo. Nó có chủ ấy mà là nó đón ở trên mắt qua à, nó đón ở trên Bắc Kinh nó đến Bắc Kinh thì nó lại tưởng mình kiểu như là cũng có ở theo việc khách sạn kiểu như thế mà nó không có điều kiện ở vào trong em cái trạng của em nói anh nó không khác như cái ổ chuột đấy mà không ta không ở đây từ đấy nó gọi là kiểu như ở nhà mình nó gọi là nhà nghỉ thôi đấy, như bây giờ nhà mình nó gọi là nhà nghỉ nhưng gọi nó vẫn còn là cái quán nhưng mà nó dẫn mình vào đấy à kiểu như toàn cái dân bọc dân lao động ấy toàn bao dứa này xong là xách đi này xách đi xong là lên như này ở đấy thì nó lại đưa cho mình một phòng để kể cho các bạn khán giả trên kênh YouTube về miền tuyết trắng của mình biết được là người Việt ở Nga mà những các cái lần mà đi sang Trung Quốc đặt hàng đây đây là những các cái người mà đi đặt hàng ở bên Trung Quốc đây người ta kể chuyện mình cũng đã đi sang Trung Quốc mình đặt hàng mà mình đã làm hàng ở Trung Quốc là 15, 17 năm rồi. Mình cũng đã đi sang đấy mình va chạm mình biết rồi. Anh tháo này anh rất tham nha. Việc vẫn muốn làm này. Ngoài kia muốn. Ôi giời ơi, bia nhiều này mà không bậy ra mà uống. Thế khi nó bảo là rác ra cái là mặt tươi ngay rồi thì tao bảo nó rác ra. Thôi nè, có lẽ cái video trên kênh YouTube về miền tuyết trắng của Thanh MC mình chia sẻ đến quý vị và các bạn khán giả trên kênh YouTube của mình về một bữa tiệc hôm nay là đi ăn thịt nướng cùng các cầu thủ đây. Mình video đến đây cũng dài rồi. Mình xin kết thúc cái video tại đây nhé. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn khán giả trên kênh YouTube về miền tuyết trắng của Thanh MC. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày cuối tuần gặp nhiều niềm vui và an lành hạnh phúc trên bên gia đình nhé. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như quý vị và các bạn mà xem mà thấy video mà ok, xin các bạn cho một lượt like để mọi người sẽ theo dõi thêm về cộng đồng người Việt đang làm ăn kinh doanh buôn bán sinh sống ở tại nước Nga này nhé. Xin bye bye mọi người nhé. Sao tâm vừa xong xong à, nóng lắm ấy, hất nước như vào đá ấy thì là cái đá đấy nó nóng, mình cứ hất nước vào là nó nóng mà. Ơ thế Điền Vâu Tuấn Anh không thấy vào ăn đi à? Đưa hai hai và hai. Có quả này là biệt danh hai. Ôi sông hơi cay, sướng thật. Lắm.
Vừa tắm cái xong ok luôn. Vàng ươm. Quá là ngon luôn. Thịt vẫn nhiều. Có loại phép không đấy? À, thế thì được. Nào, nóng lên này. Bên ban quản bộ quản lý là cho một con tôi vào nhỉ? Vào thôi. Chưa. Chưa. Bên này bạn còn đang xem xét. Xét gì không? Không dễ gì đâu anh. Dễ giải thế là được. Nói thế thôi là đã. Tuyết nó đồng ý được bạn ơi. Tuyết nó là đội trưởng. Tuyết nó là đội trưởng đội bóng hả? Tuyên mà, Tuyên nó đóng dấu thì ngoài này rét quá bây giờ lại chuyển vào trong. Rồi, vào bên này nó ấm này này. Đấy vào đấy ăn xong nếu nhảy vào sông hơi sông luôn hả? Thằng nào quay là sông là sông luôn. Đấy. Đó thì tí nó bỏ vô bà két hết mà. Linh vừa mới coi là sông hơi sông cầu thủ mất đấy hả? Cái hơi đấy nó long lắm, tao tắm xong cái là coi này, hơi nó khô. Cái này anh thiếu oxy, thiếu oxy thật. Game cứ rồi. Rồi, mày biết như thế này là sai mình rồi.